Đại đức Minh Đạt, dạ có sư Minh Đạt, con cung thỉnh sư. Sư có thể tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 394 ạ. Dạ, nếu sư có thời gian, sư cho con một tín hiệu để con dâng mít đến sư ạ. Dạ, dạ thuộc, dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai Gia. Và kính lễ chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung, và kính chào toàn thể chư Phật tử, kính chào quý cô tu nữ. Theo thường lệ thì tối hôm nay rung chúng ta sẽ học tiếp câu pháp cú số 395. Và trước khi chúng ta bước vào để học câu kệ pháp cú số 395 thì chúng ta ôn lại câu pháp cú số 394. Và trước khi chúng tôi kệ qua cái câu pháp cú số 394 này thì xin phép được đọc qua một lần, sau đó thì xin mời toàn thể chư Phật tử đang hiện diện ở trong room, chúng ta hãy đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên để cùng nhau ôn lại câu kệ số 394. Và bây giờ thì xin phép được đọc qua một lần đối với cái câu kệ số 394. Kinh tê chát ta đùng mê thá Kinte achina achina sa tiya afantarang te gahanang pahirang parimat chasi. Và bây giờ thì chúng tôi xin phép được kể qua một lần. Kinte chana idemme tha Kinte achina sa tiya Afantarang tegahanang bahirampi bahirampari Kinte chata hirumbeta Kinte achina sahatiya Ampantarang tegahanang Bahiram bariman chasim. Kẻ ngu có ích gì bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và sau đây là bản phổ thơ của Ngài Thượng Tọa Giới Đức. Người ngu kia có ích gì, đầu thì bệnh tóc, áo thì da dê, bên trong ác ế u mê, bên ngoài trang sức thoá nề chân tu. Và bây giờ chúng tôi xin phép được kể lại một lần. Kinte chata hirumetha kinta china satya afantaram te ganam pahiram pariman chasi. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Như vậy là chúng tôi đã kệ xong cái câu pháp cú số 394. Và vào giờ này thì xin phép được mời chư Phật tử đang hiện diện trong room, chúng ta hãy đưa bàn tay của mình lên để chúng ta ôn lại câu kệ số 394 trước khi chúng ta vào bài học mới trong ngày hôm nay. Và chúng tôi đã thấy được bàn tay của cô Lạc 2007. Và chúng tôi xin phép được chuyển mic cho cô Lạc. Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma Ya, Nam Mô Sang Kha Ya. Dạ con kính cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh. Dạ Minh Đạt. Dạ Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Ma Ya, Nam Mô Sang Kha Ya. Con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Dạ con Lạc Lê, con xin kế tiếp đọc câu pháp cú số 394. Dạ Kinh Tê Chata hi dum me tha kinte achina satiya appa appang tarang te gahang nang pahi rang pari cha ma cha chi. Kẻ ngu có ích gì bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Người ngu kia có ích gì, đầu thì bệnh tóc, áo thì da dê, bên trong
ác uế, u mê bên ngoài, trang sức thối nề chân tu. Dạ, đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Con xin kể. Kinh tế chê cha ta hi đâm mê thang, kinh tế a chi na cha ti chàng, a pa tăng a phăng ta yăng tê ga ha năng ba hi răng pa ri ma cha si. Kinh tế cha ta hi đâm mê tha, kinh tế ác ni chi na sa ti ya, a phan ta răng tê ga ha năng ba hi răng pa ri ma cha ti cha ma cha si. Kinh tế cha ta hi đâm mê tha, kinh tế a chi na sa ti ya, a phân ta yang te ga ha năng ba hi răng pa ri man chang si. Dạ, con đã đọc xong câu phúc cú số 394. Dạ, con kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ nam mô Bụt Tha Dạ nam mô Tham Ma Dạ nam mô Sang Kha Dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng, con kính hành lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Đạt cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 394. Kinh tê chá ta hí đâm mê thá, kinh tê á chí ná xà tí già. Á bàn tá răng tê giá há năng bà hí răng tá rí mát chá xí. Kinh tê chá ta hí đùm mê thá, kinh tê á chí ná xà tí già, áp văn tá răng tê giá há năng bà hí răng bá rí mát chá xí. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Người ngu kia có ích gì, đầu thì bệnh tóc, áo thì da dê, bên trong ác quế u mê, bên ngoài trang sức thối nề chơn tu. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm ơn đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của Sít Ái Minh. Sa thú cô cảm dân, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Đạt, cô tu nữ tự duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn Sis Ái Minh cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 394. Kim tê chá tà hí đùm mê thá, kim tê á chí ná xà tí già, ấp phàm tá răng tê gá há năng bà hí răng bá rí mắt chá xí. Kim tê chá tà hí đùm mê thá, kim tê á chí ná xà tí già, ấp phàm tá răng tê gá há năng bà hí răng bá rí mắt chá xí. Kim tê cha ta hi đùm mê tha, kim tê a chi na sa tí già, ấp phàn ta rằng tê gá năng bà hi rằng bà ri mát ta xí. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc
giới da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kim tề cha tà hi đùm mề thá, kim tề a chi na sa tí già, ấp phàm tá rằng tề gá nằng, bà hi rằng bá ri mắt chá xí. Người ngu kia có ích gì, đầu thì bệnh tóc, áo thì da dê, bên trong ác quế u mê, bên ngoài trang sức thối nề chân tu. Bản dịch của Hòa Thượng Dây Đức. Kính mời sư Ái Minh. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầy Mà Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ân Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ân Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Đạt, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Dạ Ái Minh kính chào quý anh chị. Con cảm ơn cô Tuệ Duyên, cảm ơn chị Rạng Đông đã cho biết rõ âm thanh. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 394. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha, kinh tê a chi na sa ti ya, ấp phàn ta rằng tê ga ha an năng, bà hi rằng ba ri mắc cha si. Kinh tê cha ta hi đùm mê tha, kinh tê a chi na sa ti ya, ấp phàn ta rằng tê ga ha an năng, bà hi rằng ba ri mắc cha si. Kinh tế cha ta hi đùm mê tha, kinh tế chi na sa ti ya, ấp phàn ta rằng tề găng, bài răng ba ri mắc cha si. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Kinh tế cha ta y đùm bi tha, kinh tế a chi na sa ti ya, a phan ta răng tê gã ha năng, bà hi răng bà ri mạch cha si. Kinh tế cha ta hi đùm mê tha, kinh tế a chi na sa ti ya, a phan ta răng tê gã ha năng, bà hi răng bà ri mạch cha si. Người ngu kia có ích gì, đầu thì bệnh tóc, áo thì da dê, bên trong ác uế u mê, bên ngoài trang sức thói nề chân tu. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Mến mời Sittina tiếp theo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Minh Đạt và cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài. Kim tê cha ta hi đầm mê tha, kim tê a chi na sa ti ya, ấp bằng ta rằng tê ga ha nằng, bà hi rằng pa ri mắt cha si. Kim tê cha ta hi đầm mê tha, kim tê a chi na sa ti ya, ấp bằng ta rằng tê ga ha nằng, bà hi rằng pa Pari mắt cha xí. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kinh tế cha ta hi đam mê tha, kinh tế a chi na sa ti ya, ấp phàn ta rằng tề ga ha năng, ba hi răng ba vi mắt cha si. Kinh tế cha ta hi đam mê tha, kinh tế a chi na sa ti ya, ấp phàn ta răng tề ga ha năng, ba hi răng ba vi mắt cha si. Người ngu kia có ích gì, đầu thì bệnh tóc, áo thì da dê, bên trong ác uế u mê, bên ngoài trang sức
thối nề chân tu hòa thượng giới đức. Con kính tri ân quý sư, con kính tri ân đạo tràng. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô Tư Nữ Tệ Duyên, kính lễ với anh chị trong đạo tràng. Con xin kể cô kinh Pháp Cú số 394 ạ. Kiền tê cha ta hì đúng mê tha, kiến tê a chi nhà sa ti gia, ạt ba ta răng tề gia ha năng, ba hi răng ba di ma chát si. Kiến tê cha ta hi đâm mê tha, kiến tê a chi nhà sa ti gia, ạt ba ta răng tề gia ha năng, ba hi răng ba vì mát cha si. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc thứ da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kiền tê cha ta thì đâm mê tha, kiền tê a chi nà sa ti gia, thập văn ta răng tề gia ha năng, ba hi răng ba vì mát như cha si. Người ngu kia có ích gì, đầu thì bản tóc, áo thì da dê, bên trong ác quế u mê, bên ngoài trang sức thối nề chân tu. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ cảm ơn chị Đặng Đông đã bắt bài ạ. Dạ con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khà. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đạt Minh Đạt, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền nam thánh nữ. Là tự nhiên xin đọc kệ kinh Pháp Cú số 394. Kinh tê chát ta hi đâm mê tha, kinh tê a chi nát sa ti gia, áp phần ta rằng tề gá ha năng, bà hi rằng bà ri mát chát si. Kinh tê cha ta hi đâm mê tha, kinh tê a chê na sa ti gia, áp phần ta rằng tề ga năng, ba hi răng ba di mát cha si. Kinh tê ta ta hi đâm mê tha, kinh tê a chi na sa ti ya, áp phần ta răng tề gá năng, ba hi răng ba rì mát cha si. Kinh tề chất ta hi đùm mê tha, kinh tề a chí nát sa ti gia, áp phần ta răng tề gá năng, ba hi răng ba rì mát cha si. Kẻ ngu có ích gì, bệnh tóc với da dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Kinh tê cha ta hi đâm mê tha, kinh tê cha si a tha ti ya, áp phần ta răng tề gá năng, ba hi răng ba
cha si. Người ngu kia có ích gì? Đầu thì bệnh tóc, áo thì da dê. Bên trong ác ế u mê, bên ngoài trang sức thói nề chân tu. Khổ thân này cô Hòa Thượng giới đức. Dạ, tự nhiên đã kể và đọc bài xong. Dạ, bây giờ chúng ta kính mời Xích Nha Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh có nghe âm thanh không ạ? Dạ, kính mời Xích ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, cảm ơn Xích Trần Đạo, Xích Sản Đông, cô tu nữ Tệ Duyên. Và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, mến chào Xích Trần Đạo, mến chào Tâm Pháp, mến chào Xích Trần Phụng. Trần Phụng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Alo, Trần Phụng ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh thì cầm mic đi, không cần kể, đọc cũng được. Trần Phụng đã đọc được rồi mà. Rồi, mời Trần Phụng nghe, góp phần vô đi rồi quay mốt kể sao. Đọc là tốt rồi. Dạ, mời Trần Phụng. Dạ, không có gì hết. Dạ, mời Trần Phụng cứ cầm mic lên đọc mà bài Pali mà Xích Rạng Đông mốt lên đó. Rồi mời Tâm Pháp nha. Để hết giờ Nhật Quỳnh khóa sổ là khóc đó nha. Rồi, mời Trần Phụng. Để xem ha. Rồi, vậy để xem là hết giờ nha. Tâm Pháp ơi, Tâm Pháp có cầm mic được không? Tâm Pháp có cầm mic được thì mời Tâm Pháp nha. Alo. Rồi, mời Tâm Pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, kính tri con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh đó, kính tri ân Xích Nhật Quỳnh. Dạ, con xin phép đọc câu Phật ngôn 394. Bây giờ mắt con này nó kém mà nhìn. Vô cái con đậm. Alo, Tâm Pháp ơi, Nhật Quỳnh hết nghe rồi, nhưng mà cũng hết giờ luôn rồi. Tâm Pháp trả bài cho chư thiên nghe tốt quá. Dạ, cảm ơn Xích Rạng Đông, cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin được ông bài một lần ạ. Kim tê chát ta hí đùm mê thác kim tê Akina sa ti ya ap hoàn ta răng tê gá ha năng bạ hy rằng barimat chasi. Kẻ ngu có ích gì? Bệnh tóc với dây dê, nội tâm toàn phiền não, ngoài mặt đánh bóng suông. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu. Cảm ơn Giảng Đông rất nhiều. Kim tê cha ta hì đụm mê tha, kim tê a chi na sa ti ya a phan ta răng tề ga năng bả hi đanh ba tì mạt cha si. Người ngu kia có ích gì? Đầu thì bệnh tóc, áo
thì da dê. Bên trong ác uế u mê, bên ngoài trang sức thói nề chân tu. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Sa thú đành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân tại Đức Minh Đạt Đà Từ Bi Hoan Hỷ Tiên Phong Ông Bài Pháp Quốc Kinh số 394. Nhật Quỳnh kính cảm ơn tâm pháp của tu nữ Tệ Duyên Sích Trần Đạo, Sích Thi Na, cô Ái Minh, Sích Rạng Đông, Cẩm Vân đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì đã đến giờ học bài mới, Câu Pháp Quốc Kinh số 395. Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh đóng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Đạt giảng dạy bài học ngày hôm nay. Cảm ơn Rạng Đông cho bài học. Nam Mô Bích Hà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khà Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bụt Đà Ha Sa. Phạm Thiên Phật ngậm ngùi khẩn khoản, nga Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy lời a nhắm vương lộc gia ngài trời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh giữ pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mới cầu được trí trí vẹn thần. Nam Mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Đạt Từ Bi Hoan Hỷ Đăng Đàn để chúng con được học từ vựng nguyên sự ý nghĩa câu Pháp Quốc Kinh số 395. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng quá. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không bạch sư? Sư cho con một tín hiệu, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, con xin phép cầm mic à, bạch sư. Con không nghe được âm thanh của sư mà nghe tiếng rè không à. Dạ, sư có thể mà chỉnh lại máy à. Con kính nhân mic đến sư. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Pháp Tân vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, con kính nhân mic đến sư à.
Dạ con không biết sư có cấm, sư có xài lo ngoài không gì bà sư? Nếu mà sư xài lo ngoài có thể là sư cấm lận dây loa rồi. Dạ, nếu mà sư xài cái loa trong máy thì con nghĩ nó không có bị tình trạng này. Dạ, con kính nhân bích đến sư, sư thử lại bà sư. Nghe chưa? Alo. Dạ bây giờ rõ rồi à? Dạ rồi bây giờ cô. Dạ rồi. Mất thời gian của quý vị nhiều quá. Bây giờ các con nghe không ạ? Bây giờ có còn rè không? Dạ rõ. Dạ xin cảm ơn Trần Phùng 77. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. À, xin cảm ơn cô Đặng Đông. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Tối hôm nay chủ nhật ngày 21 tháng 2 năm 2021, ngày mùng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu, chung của chúng ta tiếp tục học câu Pháp Cú số 395. Và trước khi học câu Pháp Cú 395 thì chúng tôi xin phép được lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Và kính mong toàn thể chư Phật tử chúng ta đang hiện diện, chúng ta hãy hướng về ba ngôi Tam Bảo để cùng nhau lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt trước khi chúng ta bước vào học bài mới trong ngày hôm nay. Samanta chakkavalesu attaragacchanturevata Sathamang muneraha chansa sunatangamokkadang Thammasavanakalo ayam faranta Thammasavanakalo ayam faranta Thammasavanalo ayam faranta Namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương tam đức Tam Bảo một cách tóm tắt là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn. Ngài đã đẩy bén cấm xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Phật Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Pháp Bảo. Pháp Bảo được ví như những phương linh diệu dược chuyên chữa trị thân bệnh phiền não của chúng sanh. Nếu ai cố gắng hành theo sẽ được kết quả lợi lạc ngay trong kiếp sống hiện tại này. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Pháp Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Tam Bảo. Các ngài đã đắc thánh hay còn phàm là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương đức Tam Bảo. Do phần phước lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, xin chia đều đến chư tôn đức tăng và quý cô nữ chư thiên nam thiên nữ đang hiện diện trong rung, cầu mong cho tất cả quý vị được an lạc suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Kính bạch chư thầy, sư không có xài gọt, mọi người. Cái này để mà sư phải kiểm tra lại ha. Bây giờ chúng ta tập trung vào cái câu Pháp Cú đi. Mỗi người chúng ta hãy hướng về câu Pháp Cú đi. Có rè rè nhiều không ạ? Dạ kính thưa quý vị, tối hôm nay room Pháp Cú của chúng ta học câu Pháp Cú số 395. Và theo thông lệ thì chúng tôi sẽ là cái người chiết giảng
Tư Vấn ở trong câu pháp cú số 395. Trước khi chúng ta bước vào, chúng ta học duyên sự và ý nghĩa của câu kệ pháp cú 395 này. Trước khi chúng tôi bước vào để triết giảng từ vựng ở trong câu pháp cú số 395 này, chúng tôi xin phép đọc qua một lần. Sau đó thì chúng ta sẽ từ vựng của câu pháp cú này. Sukula rang chantu kisang thama nisan thatang ekang wanasmin chayantang tamahang rumi Ramanang Pam sukula tha rang chantum kisang thamanit san thapang ekang wanas min chan yantang tamahang promi Ramanang. Ở đây kính quý vị, câu pháp cú số 395 có cái ý nghĩa việt dịch mà chúng ta thấy các ốp ở trong room, chúng ta đưa lên ở trên room, đó là người mặc y phấn tảo, gầy ốm, lộ mạch gân, độc cư thiền trong rừng, ta gọi Bà La Môn. Và tối hôm nay chúng ta sẽ học từ vựng của câu pháp cú số 395 này. Câu pháp cú số 395 này được bắt đầu bằng một cụm từ Pam Suku Lak Tha Rang Chan Tum. Đó là câu đầu tiên ở trong câu kệ pháp cú số 395. Và ở đây kính thưa quý vị, chữ Pam Sukula Tha Rang đó chính là một cái hợp âm. Mà một cái hợp âm đó, đó là chữ Pam Sukula cộng với cái chữ Tha Ra. Ở đây cái chữ Pam Sukula từ hai âm là Pam Suk cộng với Kula. Chữ Pam Su ở đây có nghĩa là bụi bặm, và cái chữ Cu Lá có nghĩa là ở bên vệ đường hay là ở mé sông. Thì khi mà hai cái danh từ này, một cái danh từ Pam Su cộng với cái danh từ Cu Lá là bụi bặm ở bên vệ đường hay là bụi bặm ở cái mé sông, thì được dịch là cái chữ Pam Su Cu Lá đó đó, thì được nghĩ rằng, được xem rằng đó chính là một cái đống rác. Chữ Pam Suk Cu Lá có nghĩa là đống rác. Và cái chữ Tha Ra từ cái ngữ căn Tha Ra có nghĩa là mặc, nắm giữ. Mặc hay nắm giữ. Thì nguyên một cái hợp âm là Pam Suk Cu Lá Tha Rang có nghĩa là mặc những cái y phục được lấy lên từ cái đống rác. Mà cái chữ Pam Suk Cu Lá này chúng ta còn có cái ý nghĩa đó là cái y phấn tảo hay là cái y mà vải lượm ở ven đường ấy, thì chúng ta gọi là Pam Suk Cu Lá hay là y phấn tảo. Và đến cái chữ tiếp theo ở trong câu pháp cú này, đó là cái chữ Chan Tum. Chữ Chan Tum từ cái chữ Chan Tú là một cái danh từ nam tánh làm đối cách ở trong câu và chia ở số ít, có nghĩa là người. Thì nguyên cái câu đầu tiên mà chúng ta đọc là Pam Sukula Tha Rang Chan Tum, có nghĩa là cái người mà nắm giữ lấy cái y phấn tảo hay là cái người mà mặc cái y phấn tảo. Cái chữ Pam Sukula này được dịch là y phấn tảo, nhưng mà chúng tôi đã chiết tự ra cho quý vị là cái chữ Pam Su có nghĩa là bụi bặm, và cái chữ Cu Lá có nghĩa là vệ đường hay mé sông, hay là cái chữ Pam Suk Cu Lá này có nghĩa là đống rác. Thì chúng ta phải hiểu là như vậy, có nghĩa là cái người mặc cái y phấn tảo. Rồi ở cái câu thứ hai có nghĩa là Ki Sang Thamani San Tha Tăng. Ki Sang Thamani San Tha Tăng, ở đây kính thưa quý vị, cái chữ Ki Sang á có nghĩa là một cái tính từ, nó bổ nghĩa cho danh từ làm đối cách ở trong câu, và nó được chia ở số ít, có nghĩa là gầy ốm, sanh đau, tiều tụy, hốc hác. Cái chữ ký xăng từ cái chữ ký xá, đó là một cái tính từ bổ nghĩa cho cái từ làm đối cách ở trong câu, và
được chia ở số ít, có ý nghĩa là gầy ốm, xanh xao, gầy ốm, xanh xao và tiêu tụy hay hốc hác. Tiếp đến là từ Thamanisan Thapang. Thamanisan Thapang. Ở đây kính thưa quý vị, từ Thamanisan Thapang này đó chính là một cái hợp âm, nó gồm hai từ, đó là Thamani cộng với San Thapa. Ở đây cái chữ Thamani có nghĩa là một cái danh từ nữ tính, có nghĩa là mạch máu. Còn cái chữ San Thapang là một quá khứ phân từ, từ cái chữ San Thati, có nghĩa là đã lộ ra, đã trải dài. Thì ở đây khi mà chúng ta kết hợp giữa hai cái từ này lại với nhau đó là Thamani San Thata, có nghĩa là những cái mạch máu hay là những cái mạch gân đó được lộ ra hay là được trải ra thì được gọi là Thamani San Thatang. Và ở đây kính thưa quý vị, đến cái câu thứ ba chúng ta học là E Căng Wanasmin Chayan Tăng. Ở đây cái chữ E Căng, từ cái chữ E Cá có nghĩa là một mình, chữ Wanasmin từ cái chữ Wana có nghĩa là ở trong rừng, và cái chữ Chayan Tăng là một quá khứ phân từ, có cái ý nghĩa là đang tham thiền, đang tham thiền. Thì nguyên cái câu này E Căng Wanasmin Chayan Tăng có nghĩa là người đang tham thiền một mình ở trong rừng. Và đến cái câu thứ tư mà chúng ta thường học ở trong cái phẩm Bà La Môn này, đó là Tamahang Prumipram. Thì cái câu này chúng ta đã học nhiều rồi, chúng tôi không cần phải chiết tự ba cái câu thứ tư này. Và chúng ta sẽ sau khi chúng ta học xong cái từ vựng ở trong cái câu kệ 395 này thì chúng tôi xin phép kệ qua một lần trước khi chúng ta bước vào chúng ta học về cái ý nghĩa và duyên sự của câu kệ 395 này. Pam sukula tharang chantum kisanthamani santhatang ekangwanasmin chayantang tamahang prumi brahmanang pam sukula tharang chantum kisanthana nisanthatang ekangwanasmin chayantang tamahang rumi brahmanang. Ở đây cái nghĩa dịch việt của cái câu pháp cú này có nghĩa là người mang y phóng tảo, gầy ốm và nổi đầy gân xanh, một mình đang tham thiền ở trong rừng, ta gọi cái người ấy là vị Bà La Môn. Và theo cái bản phổ thơ, theo cái bản phổ thơ của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu, đó là người mặc áo đóng rác, gầy ốm, lộ mạch gân, độc thân thiền trong rừng, ta gọi Bà La Môn. Và cái bản phổ thơ của Thượng tọa Dưới Đức, đó là đắp y vải lượm bên đường, gân xanh lồ lộ, trơ xương ốm gầy, rừng sâu thiền định tháng ngày, cô đơn phạm chí ai tài danh xưng. Và kính thưa quý vị, sau khi chúng ta học xong cái từ vựng ở trong câu kệ pháp cú số 395 này, đến bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào chúng ta tìm hiểu cái duyên sự của câu pháp cú số 395 này. Dạ, cảm ơn sư Trạng Đông, cảm ơn tất cả mọi người. Sư không hề chỉnh sửa một cái gì ở trong cái mic của sư cả. Bây giờ âm thanh tốt thì rất là hay rồi. Bây giờ mọi người tiếp tục học phần ý nghĩa duyên sự của câu kệ ngôn pháp cú số 395. Thì kính thưa quý vị, ở đây cái câu kệ ngôn pháp cú 395 này được bậc đạo sư tuyên thuyết khi mà ngài đang ngự ở tại núi Linh Thú và liên quan đến trưởng lão Nikisa Gotami. Cái câu chuyện đó diễn ra rất là đơn giản, đó là vào một cái đêm nọ khi mà vua trời Đế Thích cùng với chư thiên đang vây quanh bậc đạo sư để nghe pháp,
Thì những cái vị thiên tử cũng như là thiên chủ Đế Thích ngồi kính cẩn ở một bên để lắng nghe những cái lời dạy của bậc đạo sư. Thì lúc bấy giờ trưởng lão ni Kisagumtami cũng nghĩ rằng là ta sẽ đến để viếng thăm bậc đạo sư. Và trưởng lão ni Kisagumtami đã bay trên hư không và đi đến gần chỗ của bậc đạo sư. Nhưng mà khi mà trưởng lão ni Kisagumtami đi đến và nhìn thấy vua trời Đế Thích đang ngồi ở gần bậc đạo sư đó, thì lúc bây giờ trưởng lão ni Kisagumtami bèn lui gót. Và lúc đó vua trời Đế Thích mới hỏi với bậc đạo sư rằng là bạch Đức Thế Tôn, con mới vừa thấy một cái người đi đến, nhưng mà liền khi mà thấy ngài xong thì cái người đó quay trở ra, thì cái người đó là ai vậy? Thì bậc đạo sư mới đáp rằng là: này đại vương, đó chính là đệ tử của ta, đó là con gái của ta, Tỳ Khưu Kisagumtami, là người có cái hạnh đầu đà bậc nhất. Và nói xong cái câu nói đó thì bậc đạo sư tuyên thuyết lên cái câu kệ ngôn pháp cú số 395 này. Và kính thưa quý vị, ở cái câu pháp cú số 395 này, khi mà chúng ta học đến cái câu pháp cú này, thì trước hết đó, khi mà chúng ta muốn tìm hiểu về cái câu pháp cú số 395 này, thì chúng tôi nghĩ rằng là quý vị cùng nhau chúng ta ôn lại cái tiểu sử của trưởng lão Ni Gotami. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà chúng ta ôn lại cái tiểu sử của trưởng lão Ni Gotami đó, thì chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa của ba cái câu kệ ngôn đầu tiên mà Đức Phật đã dạy ở trong câu pháp cú số 395 này. Thì cứ thưa quý vị, tương truyền vào thuở thiếu thời đó, thì trưởng lão Ni Gotami lúc đó được sanh trong một cái gia đình ở tại kinh thành Xá Vệ. Và trưởng lão Ni Gotami lúc đó là nàng Gotami đó, thì nàng có cái tên tộc là Gotami, nhưng thể chất của nàng vốn sao gầy yếu nên được gọi là Kisagumtami. Cái chữ Kisa có nghĩa là gầy yếu, xanh xao mà chúng ta vừa học đó, là chúng ta thấy là vì nàng có cái tên gọi Kisagumtami là bởi vì cái tên tộc của nàng thiếu nữ này tên là Gotami, và bởi vì nàng xanh xao gầy ốm thì đặt tên là Kisagumtami. Vào cái thuở đó cũng có một cái vị gia chủ, và vị gia chủ này có cái tài sản lên 400.000 đồng tiền vàng. Và rồi một cái ngày nọ thì cái số tài sản của ông đều bị hóa thành than. Và trong khi đau buồn thì những cái người thân của ông đã mách nước cho ông rằng là mang những cái tài sản đó mang ra chợ bán. Khi mà những cái người mà vô phước á, người ta đi ngang qua, người ta nhìn thấy những cái tài sản này thì người ta biết rằng đó là chỉ là than thôi. Còn đối với những cái bậc hữu phước á, khi mà đi ngang qua thì sẽ nhìn thấy những cái tài sản này chính là những cái tài sản. Thì ông Bà La Môn này, ông gia chủ này sau khi nghe được như vậy đó, thì ông cũng làm theo cái cách của người bạn mình đã chỉ dạy. Và chính thiếu nữ Kisagumtami này lại là cái người hữu phước để nhận thấy rằng cái số than đang bày bán ở trên đường ven vệ đường đó chính là những cái tài sản rất là lớn. Thì người gia chủ sau khi mà biết được rằng thiếu nữ Kisagumtami này đã nhận ra đây là cái số vàng bạc, đây là những cái số tài sản rất là lớn của mình đó, thì lúc bây giờ cái người gia chủ này đã đưa nàng Kisagumtami trở về nhà của mình và cưới hỏi con trai của mình cho nàng Kisagumtami. Và nàng Kisagumtami sau khi đã lập gia thất thì khoảng 10 tháng sau nàng hạ sanh một cái người con trai. Và đến khi cái người con trai của nàng Kisagumtami này bắt đầu bước đi những cái bước đi lẫm chẫm, bắt đầu bước tập đi đó, thì kính thưa quý vị, lúc bây giờ thì cái người con trai đó đã bị bệnh và mất đi. Thì thiếu nữ Gotami này, Kisagumtami này mới lo sợ rằng nếu như mà con trai ta mất đi như vậy đó thì ta sẽ không được thừa kế những cái từ tài sản đó nữa. Cho nên là thiếu nữ Kisagumtami này mới ôm cái người con trai của mình đi khắp nơi để tìm một cái người thầy thuốc để chữa chạy cho con trai của mình. Nhưng mà bà đi tìm quanh không gặp một người nào cả. Thì lúc bây giờ có một cái người có trí, người ta mới nói là hãy đi đến gặp Sa môn Gotama
Và Sa môn Gotama sẽ hướng dẫn cho cái cách mà cải tử hoàn đồng đối với con của nàng. Thì lúc bây giờ thiếu nữ Kisan Gotami mới mang con đến gần bậc đạo sư và cũng hỏi để xin thuốc để cải tử hoàn đồng. Thì lúc bây giờ đó thì bậc đạo sư mới dạy rằng là này Kisan Gotami, con hãy đi vào một cái nhà nào đó mà con hãy xin một cái nấm hạt cải. Và cái nấm hạt cải đó phải xuất phát từ cái nhà mà không có người qua đời. Có nghĩa là từ trước đến giờ cái gia tộc đó, trong cái gia đình đó chưa từng có một cái người qua đời. Thì nàng Kisan Gotami đã ôm đứa con của mình đi khắp những cái ngôi nhà ở trong cái ngôi làng đó để tìm cái nấm hạt cải. Nhưng mà tiếc thay là không có một cái nấm hạt cải nào cả. Hay là nói đúng hơn là không có một cái gia tộc nào, không có một cái gia đình nào mà không có người quá vãng. Cho nên là bà mới nhận ra rằng là thiếu nữ Kisan Gotami mới nhận ra rằng là ở trong cái thế gian này, ở trong cái ngôi làng này thì cái số người đã chết đó, nó nhiều hơn cái số người còn sống nữa. Chính vì vậy cho nên là bà nhận thức được cái cuộc sống và bà đã để cái thi thể của người con của mình xuống đất và trở về đảnh lễ bậc đạo sư. Thì lúc bây giờ bậc đạo sư hỏi là ngươi có tìm được cái nhúm hạt cải đó không? Thì bà đáp là thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Cái làng nào cái người chết cũng nhiều hơn cái người sống. Khi mà nàng nói lên cái câu đó rồi đó thì bậc đạo sư mới dạy là thật là hảo huyền, nếu như mà ngươi nghĩ rằng chỉ một mình ngươi mất con, ai cũng chịu cái định luật là sanh lão bệnh tử như vậy cả. Và lúc bây giờ sau khi Đức Thế Tôn nói xong cái điều đó thì ngài dạy thêm rằng là thần chết như một dòng nước lũ sạch mọi chúng sanh ra biển để họ diệt. Và trong khi lòng tham đắm của con người chưa thỏa thì đã chết hết rồi. Và lúc đó thì ngài thuyết lên cái câu pháp cú số 287 là chúng ta đã học rồi, chúng ta đã học cái câu kệ pháp cú rồi. Thì sau khi mà Đức Thế Tôn thuyết xong cái câu pháp cú số 287 đó, thì lúc bây giờ nàng Kisan Gotami đã chứng quả dự lưu và nhiều người khác cũng đã chứng quả dự lưu, nhị quả, tam quả. Rồi sau đó thì bà xin gia nhập tăng đoàn. Rồi một hôm khi mà thắp đèn ở trong giảng đường hay là trong Bồ Tát đường đó, thì lão ni Kisan Gotami cái ngọn lửa, và những cái ngọn lửa đó lóe lên, sáng lên, rồi những cái lửa chập chờn tắt đi. Thì trưởng lão ni Kisan Gotami lấy đó làm cái đề mục để thiền quán. Và bà quán rằng là tất chúng sanh ở trong gian cũng giống như cái ngọn đèn chợt tắt chợt sáng, chỉ đến khi mà đạt đến niết bàn đó thì cái sự chấm dứt nó mới xảy ra, hay là đến khi mà đạt đến niết bàn thì cái sinh diệt đó mới chấm dứt. Và lúc bấy giờ bậc đạo sư ngồi ở trong hương thất thì ngài phóng cái hào quang đến trước mặt của bà và dạy rằng là những cái chúng sanh như là ngọn lửa chợt sáng chợt tắt, người nào đến niết bàn thì mới chấm dứt được cái sự đau khổ đó. Thì khi mà trưởng lão ni Kisan Gotami nghe được cái câu kệ này đó thì bà chứng đắc được quả vị A La Hán. Và sau khi chứng đắc được quả vị A La Hán thì bà được bậc đạo sư tuyên thuyết bà là một cái người đệ nhất về cái hạnh mặc y phong thảo. Đó là cái, thưa quý vị, đó là cái tiểu sử của trưởng lão ni Kisan Gotami. Và tiếp theo đến bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cái câu kệ ngôn pháp cú số 395. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi bước vào để chúng tôi triển khai cái câu pháp cú số 395 này, thì chúng ta khi mà chúng ta nghe lại cái câu chuyện duyên sự đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bối cảnh mà bậc đạo sư tuyên thuyết lên cái câu kệ ngôn này đó là bậc đạo sư tuyên thuyết lên cho vua trời Đế Thích cùng với thiên chúng vây quanh. Chứ lúc bây giờ không có một cái chúng sanh nào là loài người hiện hữu, hiện diện ở tại nơi đó cả. Mà chúng ta cũng nhớ rằng vua trời Đế Thích và cái hội chúng thiên tử vây quanh của ngài đó vốn là những cái chúng sanh thọ hưởng những cái dục lạc khả ái. Các cái cảnh sắc sai biệt ở trong cái cõi tam thập tam xưa, kính thưa quý vị, đều là những cái cảnh rất là khả ái, khả lạc, và đều là những cái thiên sản chế định đúng theo cái ý nghĩa của thiên sản. Tức là những cái chúng sanh ở trên cái cõi đó đó là thọ hưởng những cái thiên lạc, thọ hưởng những cái trang phục
thọ hưởng cái trang sức đều là những cái tịnh sắc. Thậm chí là cái thân thể của những cái người đó đó cũng là thiên sắc, chứ không hề có một cái vật uế trượt nào cả. Chính vì vậy cho nên là những cái mùi hôi thối chảy ra từ những cái khiếu của nhân loại, ví dụ như là mùi mồ hôi hay là cái mùi, những cái mùi nào mà nó thoát lên, nó toát ra ở trong cái cơ thể của người đó, quý vị, thì những cái mùi đó hầu như không có ở trên cái cõi trời Đao Lợi đó. Và tất cả những cái vị chư thiên ở cái cõi trời Đao Lợi đó, thì khi mà ngửi cái mùi hôi từ thân thể của nhân loại đó, dù cách xa cả hàng trăm do tuần, cách xa cả hàng trăm do tuần, thì khi đó những cái vị thiên tử đó, những cái vị chư thiên đó vẫn có cái cảm giác như là đang ngửi lấy cái mùi mà những cái con chó hay là những cái con mèo nó chết đó, rồi nó bị trương sình, nó trương thối lên. Những cái con mèo con chó nó chết mà nó trương sình lên được đeo trước ngực á, quý vị, thì đó chính là cái cảm giác của những cái vị thiên tử ở cái cõi trời Đao Lợi, khi mà những cái vị đó ngửi cái mùi của những cái chúng sanh ở cái cõi nhân loại. Ngay cả cái vị đó là cái vị vua chuyển luân thánh vương, thưa quý vị, cái vị vua chuyển luân thánh vương đó, trong một ngày dù cái vị đó là tắm một hai lần rồi đó, nhưng vẫn được xem là hôi thối đối với những cái vị chư thiên đó. Chính vì vậy cho nên là với cái việc mà nhìn thấy một cái vị trưởng lão ni với cái thân thể gầy yếu, việc mặc y phấn tảo, thì tâm tư của những cái vị thiên đó đó có một chút những cái phân vân, một thoáng những cái phân vân hoài nghi về cái đối tượng đang đi đến này. Chúng tôi trước khi mà chúng tôi bước vào để chúng tôi giảng giải về cái câu kiện đó, chúng tôi đưa ra hai cái sự kiện mà để quý vị, khi mà chúng ta học cái câu pháp cú này, chúng ta phải nắm hai cái sự kiện đó. Thứ nhất là cái câu kệ ngôn pháp cú số 395 này, thì chúng ta phải hiểu được cái tiểu sử của trưởng lão ni Kisa Gotami. Và cái điều thứ hai đó là cái câu pháp cú này bậc đạo sư tuyên thuyết cho những cái chúng sanh ở cõi trời Đao Lợi mà có vua trời Đế Thích và những cái vị chư thiên đó tùy tùng vây quanh ngài, mà ngài ngự ở cái núi Linh Thú. Chứ không phải là thuyết cho những cái chúng sanh ở nhân loại. Và tiếp theo, kính thưa quý vị, đến cái câu đầu tiên ở trong câu kệ pháp cú số 395 này là Pam Suku Lak Tharang. Cái chữ đầu tiên ở trong cái câu pháp cú đó là Pam Suku Lak Tharang, từ cái hợp âm Pam Suku Lak cộng với chữ Thara, có nghĩa là mặc y phấn tảo. Chúng ta thấy nghe là mặc y phấn tảo. Và ở đây, kính thưa quý vị, chúng ta biết như thế nào là cái loại y phấn tảo và cái hạnh của cái người bận y phấn tảo đó như thế nào. Có nghĩa là những cái vị xuất gia, cái quý vị, sau khi mà xuất gia ở trong giáo pháp này xong, những cái vị đó bận cái thứ vải, những cái loại vải mà được quăng bỏ ở nhiều nơi, những cái loại vải mà không có những cái chúng sanh nào có thể mặc lấy, và những cái loại vải mà được chôn vùi trong những cái đống rác đó, lượm ở những cái đống rác đó, thì được gọi là Pam Sukula. Có nghĩa là Pam Sukula Thara, có nghĩa là mặc y áo hay là mặc những cái y phấn tảo. Mà chúng ta phải biết rằng là cái y phấn tảo đó có 23 loại. Kính thưa quý vị, bởi vì cái thời gian của chúng ta là chúng tôi thấy là nó hơi ngắn đó, cho nên là chúng tôi nói hơi nhanh. Quý vị nào mà phốt lên những cái bài học hay là phốt lên những cái từ mà chúng ta học đó, thì chúng ta sẽ đánh nhanh về 23 cái thứ vải này. Thứ nhất là cái vải mà để ở nơi mùa mã, rồi cái loại vải mà nơi ở quán chợ, rồi cái loại vải mà những cái người tín thí bố thí đem bỏ giữa đường, rồi cái loại vải dơ mà bỏ nơi đống rác. Đó, cái loại vải dơ mà nơi đống rác, chúng ta học ở đây chúng ta nói là vải dơ nơi đống rác, nó chỉ là một trong 23 cái loại vải này thôi. Rồi cái vải chùi mình dơ giấy, rồi cái loại vải mà người bệnh mặc để cho những cái thầy bùa, thầy chú người ta làm phép, rồi những cái loại vải mà bỏ tại bến nước, rồi những cái loại vải bó tử thi. Chư Tăng vào cái thời Đức Phật thì thường lượm những cái vải bó tử thi để mặc, chúng ta vẫn biết cái điều đó. Rồi những cái loại vải đã bị cháy một hai chỗ, rồi vải bị xé rồi bỏ đi, vải bị những cái loại mối ăn bỏ,
vải bị chuột cắn rồi bỏ, vải rách bìa là vắt rách cái mé mép ngoài á, rồi bỏ, rồi những cái loại vải rách biên bỏ, vải làm cờ làm phướng bỏ, loại vải mà bị ghẻ bỏ, loại vải mà những cái bị sa môn bà la môn không sử dụng được nữa bỏ, loại vải mà dùng trong việc tôn vương rồi bỏ, rồi loại vải của những cái vị mà xuất gia tỳ khưu bằng cái hình thức là ê hí phí khú những cái vị đó cho những cái vải dư của mình, rồi những cái loại vải mà rớt ở giữa đường đi, rồi loại vải dư gió thổi bay rồi chủ bỏ luôn, rồi những cái loại vải mà chư thiên đem bố thí bỏ vào một cái nơi nào đó để bố thí, hay là những cái loại vải bị sóng biển đánh tấp vào bờ. Đó chính là 23 cái loại vải mà cái người hành cái pháp đầu đà đó mặc. Thì cái thưa quý vị, ở đây cái chữ Pamsukula Tha Răng này đó có nghĩa là 23 cái loại vải mà những cái vị hành đầu đà có thể mặc được. Nhưng mà ở đây á, ở trong cái câu đầu tiên Đức Thế Tôn nói như vậy là Ngài dạy cái điều gì? Ngài dạy về cái sự tri túc. Ngài dạy về cái sự tri túc có nghĩa là chúng ta biết đủ. Và trong bốn cái sự mà bốn cái tứ thanh tịnh giới, cái thưa quý vị, có cái việc mà chúng ta phải tri túc, chúng ta thọ dụng những cái vật dụng á, thì cái sự tri túc bằng lòng với những gì mà chúng ta có, chúng ta biết đủ trong những cái món vật dụng thì được gọi là cái sự tri túc. Thì ở đây cái sự tri túc có ba loại tri túc, có nghĩa là cái tri túc với những cái mà mình có được, có nghĩa là chúng ta bằng lòng với những vật đã phát sanh lên với ta và chúng ta không được đòi hỏi thêm gì nữa, đó là tri túc với những cái vật có được. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta tri túc theo cái sức mình, có nghĩa là chúng ta chỉ thọ dụng vừa đủ với cái khả năng của mình sử dụng, chúng ta thọ dụng đầy đủ vừa đủ với cái khả năng mà tối thiểu của mình, rồi chúng ta sử dụng vừa đủ với cái khả năng cất giữ, hay là nói một cách khác có nghĩa là chúng ta biết tiết độ trong khi mà chúng ta thọ dụng. Và cái điều thứ ba nữa đó là chúng ta tri túc theo cái sự thích hợp. Ở đây các thưa quý vị, khi mà chúng ta nói là tri túc theo cái sự thích hợp đó có nghĩa là chúng ta chỉ chấp nhận những cái gì mà nó phù hợp với cái cương vị của mình, chúng ta chỉ chấp nhận những cái gì nó phù hợp với cái giới luật, và chúng ta phù hợp chúng ta thọ dụng những cái gì mà nó phù hợp với pháp luật cho phép. Ở đây các quý vị, cái hình ảnh của trưởng lão Ni Kisa Gotami đó là đại diện cho cái việc mà cái vị đó tri thúc theo cái sự thích hợp, có nghĩa là chấp nhận chỉ sử dụng những cái gì nó phù hợp với cái cương vị của mình mà thôi. Chính vì vậy cho nên là nếu mà chúng ta để ý, chúng ta thấy rằng đối với những cái vị hành giả, các quý vị, đối với những cái vị hành giả, đối với những cái vị tỳ kheo, hay là đối với những cái vị tỳ kheo ni, hay là đối với những cái người cận sự nam, người cận sự nữ, nhất là những cái người đệ tử, nhất là cái người đệ tử Phật mà đang tu tập ở trong rừng á, thì cái vị đệ tử sau khi mà tu tập ở trong rừng thì những cái vị đệ tử đó mong muốn an trú và mong muốn được thể nhập vào cái trạng thái an lạc niết bàn, thì những cái vị đó cần phải thực hiện được những cái điều đó. Mà những cái điều đó là gì? Thứ nhất là cái vị đó phải là cái người có cái sự tri túc. Cái người hành giả sống ở trong rừng là phải là cái người sống biết đủ với ba cái loại tri túc mà chúng tôi vừa kể, có nghĩa là cái loại tri túc mà phù hợp với mình nè, rồi phù hợp với cái sức thọ dụng của mình nè, rồi cái sự tri túc theo cái sự thích hợp. Và chúng ta nhân lên với bốn cái món vật dụng: y phục, thực phẩm trú xứ và dược phẩm trị bệnh. Thì khi mà cái vị đó tri túc như vậy đó, thì cái vị đó sẽ không có những cái sự bận rộn. Cái vị tri túc như vậy đó, người ta sẽ không có cái sự bận rộn, và cái vị đó sẽ là cái người dễ dàng chu cấp. Và vị ấy là cái người ít có những cái phận sự. Và cuối cùng là cái đời sống của cái vị đó là một cái người thanh đạm, một cái người thanh lương. Cái người đó chỉ vừa sống đủ với những gì mà mình có. Và ở cái câu kệ này, hay là ở cái cụm từ đầu tiên, kính thưa quý vị, nói là Pamsukula Parang, có nghĩa là cái người đó đó mặc cái y mà lượm từ cái bãi rác, hay là mặc cái y phấn tảo đó đó, có một cái ý là cái cần thiết cái vị hành giả khi mà ở trong rừng. Mà đối với hành giả khi mà sống ở trong rừng thì sao?
thì các căn của vị đó vẫn, căn của cái đó được, của cái đó không có bị ô nhiễm bởi những cái tham dục, không có bị ô nhiễm giữa phiền não. Và khi các căn tiếp xúc các cảnh, các vị sử dụng, cái vị giả sống trong rừng á, phải là một cái người minh mẫn, là một cái người thông minh, một cái người sáng suốt, một cái vị hành giả thông minh sáng suốt trong cái việc gìn giữ cái giới hạnh của mình, khéo léo trong cái việc tìm kiếm những cái y phục và các cái phương tiện. Cái người hành giả đó, cái người nhu thuật, có nghĩa là cái người đó phải có thế, có nghĩa là ở đây những cái vị hành giả đó không một cái thứ chất à, nó thuộc về cái thân hành thôi, hay là mà nó thuộc về không có đúng đắn đó, thì những cái thì hành giả đó sẽ hiện những hành giả đó sẽ không có thực hiện. Chính vì có nghĩa là ngài nói về mà thọ trì về cái tứ thanh tịnh giới, và ngài nói nêu rõ nỗi bằng một cái vị hành giả khi mà cái vị đó sống ở trong rừng, khi mà một cái vị sống rừng với cái tứ thanh tịnh giới như vậy đó, thì chúng ta thấy rõ ràng là một cái người bận y phấn tảo, mặc dầu là chúng ta chỉ nói là cái người bận y phấn tảo thôi, thì cái chuyện đó nó rất là bình thường, kính thưa quý vị. Sở dĩ rất là bình thường á, kính thưa quý vị, bởi vì vào cái thuở xưa, vào cái thời mà ở Ấn Độ á, Đức Phật chưa xuất thì vẫn La Môn, Bà La Môn, Ngoại Dạ Đạo á, những cái vị đó vẫn đi lượm những cái loại vải dơ uế, những cái vị đó vẫn có thể là đi lượm những cái vải bó để may y may áo để bận, chứ không phải là riêng cái thời Đức Phật. Bởi vì cái hình thức mà lượm y phấn tảo để mặc các thứ, nó phải đảm bảo được những cái tính chất mà chúng tôi vừa nêu lên, đó là cái vị đó phải là cái người tri túc. Tri túc đó ba loại, và tiếp đến cái đức tính của cái người đó phải là cái người không thông minh, người tri, người khéo léo à, và khi mà khéo léo có nghĩa là cái vị đó có cái sự nhu thuận, có cái sự nhu nhuyến ở trong cái thân hành, khẩu hành và ý hành, đó chính là cái sự giữ giới, đó chính là giới. Điều thứ hai, cái thứ gì đến cái câu pháp cú số 2 á, mà chúng ta thấy là cái chữ Thamani Santhatang ở đây, cái thứ gì cái chữ Thamani Santhatang đó chúng ta dịch ra đó nghĩa là gì? Đó là cái người xanh xao gầy ốm, và tay chân thì những cái mạch máu lộ ra. Cái điều đó nó cũng rất là đơn giản. Bởi vì sao mà chúng ta nói đơn giản? Bởi vì kính thưa quý vị, chúng ta thấy rõ rằng là bà Kisa Gotami, bà vốn tên gọi là Gotami, và bởi vì bà quá xanh xao gầy ốm, cho nên là ngày xưa trước khi mà bà đi tu đó, trước khi mà bà xuất gia đó, bà đã được gọi là Kisa Gotami. Thì ở đây trong cái câu pháp cú số 2 này, cái chữ Kisang Thamani Santhatang có nghĩa là xanh xao gầy ốm và những cái mạch máu nổi lên như vậy đó, thì có cái ý nghĩa gì ở đây? Không lẽ là chúng ta chỉ lặp lại cái hình ảnh của một cái thiếu nữ Kisa Gotami thôi sao? Kính thưa quý vị, ở đây hoàn toàn không có cái điều đó. Ngoài những cái việc mà chúng ta đã được biết về trưởng lão ni Kisa Gotami là gầy ốm xanh xao nên được gọi là Kisa Gotami rồi đó, ở đây còn ám chỉ cho cái sự quyết định, cho cái sự tinh cần cố gắng cao độ của cái người hành giả đó. Vì đó nghĩ rằng cho dù chỉ còn gân xanh bọc xương, vị ấy có thể bị xanh xao gầy còm, vị ấy có thể chết đi, nhưng cái vị hành giả đó vẫn không rời bỏ cái hạnh nguyện và cái sự tinh cần cố gắng của mình. Chứ không phải là cái câu này lặp lại như vậy để cho chúng ta thấy là một cái hình ảnh của thiếu nữ Kisa Gotami trước khi mà thiếu nữ Kisa Gotami xuất gia. Bởi vì cái tên của bà đã là Kisa Gotami rồi, bà là một cái người xanh xao gầy còm, thì cái người xanh xao gầy còm tiều tụy như vậy đó, thì cái người đó nổi những cái mạch máu lên là cái chuyện bình thường.
Nhưng mà ở trong cái ý nghĩa của cái câu thứ hai của Kệ Ngôn Pháp Cú số 395 này đó, nêu bật lên cái sự quyết định, cái sự tinh cần cố gắng cao độ của một cái người hành giả. Người hành giả đó có thể chết đi, người hành giả đó có thể còn gân xanh hay là da bọc xương, hay là chỉ còn những cái hơi thở thoi thóp thôi cái người. Nhưng mà vị đó vẫn không rời bỏ cái phẩm hạnh của mình, cái vị đó vẫn không rời bỏ cái hạnh nguyện của mình, và cái vị đó vẫn tinh cần cố gắng để chứng đắc được cái quả vị, hay là chấm dứt được cái sanh tử luân hồi. Đó là cái ý nghĩa thứ hai của cái câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 395. Thì cái câu đầu tiên đó là cái sự thọ giới, đó là cái sự hành giới, đó là cái sự mà gìn giữ về cái tứ thanh tịnh giới. Ở cái câu thứ hai đó là cái sự tinh cần cố gắng của một cái người hành giả. Và đến cái câu thứ ba, cái thứ vị, cái chữ Ekangwanasminchayantang, chúng ta dịch là cái người tham thiền đang sống một mình ở trong rừng. Thì ở đây cái thứ vị, khi mà chúng ta nói về cái người mà đang sống ở trong rừng một mình để tham thiền đó, thì lúc mà chúng tôi mới vừa đọc đến cái câu này á, chúng tôi nghĩ ngay đến một cái cụm từ, hay là đến những cái pháp mà ngày xưa chúng tôi rất là thích. Đó là gì? Đó là Đức Phật dạy rằng là có ba cái sự viễn ly, hay là có ba cái sự độc cư. Cái sự độc cư đầu tiên có nghĩa là thân viễn ly. Cái thân viễn ly có nghĩa là có cái sự tách biệt về hội chúng nè, có cái sự sống xa lánh hẳn cái sự ồn ào này, có cái sự sống nơi vắng vẻ hay sống đơn độc. Rồi cái viễn ly thứ hai đó, đó là tâm viễn ly, tức là cái tâm vắng lặng, cái tâm rời khỏi những cái phiền não, cái tâm mà áp chế những cái phiền não, chính là những cái tâm mà thiền chứng, hay là những cái tâm đạo, tâm quả, được gọi là tâm viễn ly. Và cái viễn ly thứ ba đó, kính thưa quý vị, đó chính là cái sanh ly, cái sanh y viễn ly. Cái chữ sanh y viễn ly này có nghĩa là thoát ra khỏi cái sanh hữu, đoạn trừ được cái sự tái sanh. Sanh y viễn ly chính là cái trạng thái niết bàn. Và ngày xưa, kính thưa quý vị, khi mà chúng tôi còn nhỏ, khi mà chúng tôi học á, thì khi mà nói đến cái thân viễn ly và tâm viễn ly á, thì thầy của chúng tôi cũng có nói rằng là có những người á, thân á, thì viễn ly mà tâm thì chưa viễn ly. Có những người á, thân á, viễn ly, tâm không viễn ly. Có những người tâm viễn ly mà thân không viễn ly. Có những người thân vừa viễn ly mà tâm vừa viễn ly. Có những người thân không viễn ly mà tâm cũng không viễn ly. Ở đây, các quý vị, đó là ý nghĩa rất là cao ở trong cái chữ mà thiền định một mình sống ở trong rừng. Đôi khi, các quý vị, có một số người khi mà người ta sống ở trong cuộc đời này, người ta lo lắng, hay là người ta thấy những cái dòng chảy của cuộc đời, người ta thấy được cái sự sanh bôn chen, rồi cái sự tranh giành quyền lực, hay là tranh giành cái này cái kia đó. Thì những có một số những cái thiện na gia nam tử á, người ta cũng sống, người ta bỏ cái thành phố, người ta về quê người ta ở. Rồi có những người, người ta bỏ những cái nơi phố thị đông đảo đó, để người ta đi lên một cái nôn bồng nào đó, nó vắng lặng, nó không có một cái sự tranh giành. Thì đó là cái thân của người đó viễn ly, nhưng mà thân của người đó chưa viễn ly. Bởi vì cái người đó chưa có chứng đắc được các cái loại thiền, hay là cái người đó chưa chứng đắc được các cái tầng thánh quả. Rồi có những cái người, cái quý vị, khi mà thân viễn ly, tâm viễn ly rồi đó, có nghĩa là cái người đó đôi khi người ta chán ghét cái thế sự, người ta không có thích ồn ào, người ta không có thích náo nhiệt, người ta lên rừng, người ta ở trong rừng. Rồi sau đó người ta tu tập về thiền định và chứng đắc thiền định, thì được gọi là thân viễn ly mà tâm viễn ly. Thì ở đây khi mà chúng tôi nói như vậy á, là để cho chúng ta thấy rằng là đối với những cái người ở trong cái xã hội này, vào cái thế kỷ thứ 21 này, chúng ta vẫn thấy có bàn bạc những cái đối tượng có thể là người ta sống đi vào rừng, người ta ở. Nhưng mà chưa chắc những cái người sống ở trong rừng á, người ta chỉ được cái thân viễn ly thôi, mà cái tâm của người đó chưa có viễn ly. Rồi đôi khi có những người á, người ta sống giữa cái phố thị, cái thứ vị, nhưng mà người ta vẫn có thể là người ta yên ắng, người ta vẫn tìm cái chỗ tịch mịch để người ta ngồi thiền, thì người ta được cũng được gọi là cái thân viễn ly.
Và nếu như người ta có được cái sự chứng đắc về thiền thì người ta được cái trình là gọi là cái tâm viễn ly. Thì ở đây các quý vị, khi mà chúng tôi nói về cái hình ảnh của một cái người sống một mình ở trong rừng và thiền định như vậy đó, thì chúng tôi muốn đề cập đến ba cái trường hợp hay là ba cái điều kiện viễn ly. Thứ nhất là thân viễn ly này, thứ hai là tâm viễn ly này, và thứ ba là sanh viễn ly. Và ở đây các quý vị, cái hình ảnh của cái khu rừng này này, cái khu rừng đầy bụi bặm, cái khu rừng đầy những cái tham sân si, cái đa khu rừng đầy những cái phiền não như vậy đó, thì cái vị đó phải là cái người viễn ly về cái sanh ly, có nghĩa là chấm dứt, thoát ra khỏi cái sanh hữu, đoạn trừ cái sự tái sanh, thì mới gọi là sanh y viễn ly. Và cái chữ một mình đó, các quý vị, cái chữ một mình đó, nó cũng rất là hay. Mà bởi vì cái thời gian của chúng ta không nhiều, cho nên là chúng tôi chỉ nói sơ qua cái chữ một mình thôi. À, cái chữ một mình mà nếu như mà quý vị nào mà đã đọc được ở trong cái bộ mà Tiểu Sử Minh á, quý vị sẽ thấy là cái chữ một mình có nghĩa là gì? Cái chữ một mình đó có nghĩa là vị ấy gọi một mình về phần xuất gia nè, gọi một mình về cái ý nghĩa là không có một cái người bạn thứ hai nè, gọi một mình có với cái ý nghĩa là cái vị đó đoạn trừ tham ái nè, gọi là một mình là vị đó nhất hướng ly tham nè, gọi là một mình là bởi vì vị đó nhất hướng ly sân, nhất hướng ly si, rồi ly phiền não, rồi đi theo cái con đường độc nhất và giác ngộ cái pháp thượng nhân chỉ một mình. Đó, riêng cái chữ một mình thôi là chúng ta sẽ tìm hiểu hay là chúng ta sẽ thấy được những cái ý nghĩa như vậy đó. Có nghĩa là cái vị đó là cái người xuất gia sống một mình, cái vị đó là cái người không có bạn thứ hai, người đó là cái người đoạn trừ tham ái, người đó là cái người nhất hướng ly tham, ly sân, ly si, người đó là cái người ly phiền não, người đó là đi theo cái con đường duy nhất, cái con đường duy nhất, và cái người đó chứng đạt được cái pháp thượng nhân chỉ một mình thôi. À, quý vị nếu có thời gian, quý vị hãy đọc vào trong cái bộ Tiểu Sử Minh. Ở cái phần đó quý vị sẽ thấy được cái chữ một mình rất là hay. Thì tóm lại các quý vị, ở trong ba cái câu đầu tiên của Huệ Ngôn Pháp Cú số 395 này, chúng ta thấy ở cái câu đầu tiên đó là Pam Su Ku La Tha Răng, có nghĩa là mặc y phấn tảo. Mặc y phấn tảo có nghĩa là cái người đó đang thọ trì cái hạnh đầu đà, và cái người đó đang thực hiện về tứ thanh tịnh giới. Và một người mà thực hiện tứ thanh tịnh giới đó là cái người đang gìn giữ cái giới hạnh rất là thanh tịnh. Và đến cái câu thứ hai đó, quý vị, là cái người đó là sanh sao mà gân sanh lộ ra như vậy đó. Đó chính là cái hạnh nguyện, đó là cái lời phát nguyện của quý vị đó. Dù cho cái thân thể của quý vị đó có bị rệu rã, có bị chết đi, dù cho chỉ còn da bọc xương, cái vị đó vẫn không từ bỏ cái quyết định, và cái vị đó sẽ không từ bỏ cái phẩm hạnh của mình. Và đến cái câu thứ ba này, đó chính là một cái người có được cái sự viễn ly về cái sanh ly, có nghĩa là tách rời ra khỏi các cái sanh hữu, tách rời ra khỏi các cái sanh hữu và đoạn trừ cái sự tái sanh, thì mới được gọi là cái sự viễn ly cao độ nhất trong ba cái viễn ly đó. Mà sở dĩ cái quý vị, lúc nãy chúng tôi nói cho quý vị nghe về cái tiểu sử của bà Kisa Gotami, sau đó chúng tôi nói về cái bối cảnh mà bậc đạo sư tuyên thuyết lên cái câu kệ ngôn pháp cú này nè, là ngài thuyết pháp cho một cái hội chúng gồm có vua trời Đế Thích và những cái vị thiên chúng của mình. Và tiếp theo là chúng ta học, là chúng ta thấy là ba cái câu kệ ngôn pháp cú đó nói lên cái giới này, nói lên cái sự tinh tấn này, nói lên cái sự hành thiền, sống một mình hành thiền, nhưng mà để đạt được cái sự viễn ly cao độ nhất, có nghĩa là thoát khỏi cái sanh y viễn ly, mới gọi là thoát khỏi cái sanh tử luân hồi đó. Thì cái quý vị, sở dĩ mà chúng ta phải học rất là nhiều như vậy đó, là để cho chúng ta thấy rằng là khi mà bậc đạo sư thuyết lên cái câu pháp như vậy đó, thì khi mà nghe được những cái điều mà bậc đạo sư thuyết lên như vậy, thì những cái vị thiên tử là những cái người tùy tùng cùng với vua trời Đế Thích đó, những cái vị này mới thỏa thích ở trong tâm. Những cái vị này có cái sự thỏa thích trong tâm vì sao? Bởi vì những cái vị này á, với những cái người có những cái người đã sanh về cái cõi trời Đau Lợi rồi nè, và những cái người này là có những cái quan niệm rằng là những cái vị Bà La Môn mà theo cái quan niệm cổ xưa của cái người dân Ấn Độ đó,
là những cái người đó có thể là những cái người từ bỏ gia đình, sống không gia đình, những cái người ẩn sĩ trao dồi tu tập về thiền định. Ở đây chúng tôi chỉ nói về thiền định ha. Trong những cái khu rừng sâu á, thì giờ này tan biến trong tâm của những cái vị thiền tử này à, những cái vị bà la môn ẩn cư ở trong rừng sâu, và những cái vị bà la môn mặc y phục bằng vải quăng bỏ, thì những cái vị đó, cái nữ vị ngoài cái việc phải hoàn thành về cái giới thanh tịnh, cái vị đó phải tri túc biết đủ, còn là cái người phải tinh cần cố gắng nhiệt tâm với cái sự viễn ly sanh y, chứ không phải là viễn ly về thân hay về tâm như là những cái quan niệm trước đây đã có ở trong cái xã hội loài người của Ấn Độ hay là của Bà La Môn giáo. Và với cái sự thỏa thích đó đó, thì một số vị đã quán về cái bản chất thật sự của cái gọi là thiên sản của một cái vị thiên tử. Có nghĩa là những cái vị này vốn là những cái người có sắc tế, và những cái vị này nhìn hình ảnh của những cái chúng sanh ở trong cái cõi nhân loại này giống như là một cái con chó hay con mèo mà nó bị chích sình á, treo trước cái lỗ mũi của mình đó, cái mùi của chúng sanh nhân loại đối với những vị này là vậy. Cho nên là những cái vị này mới bắt đầu so sánh về cái mà gọi là cái thiên sản của một cái vị thiên tử, như là sắc thân khí vị xúc của một cái vị thiên tử, và cái địa vị của người con gái của bậc đạo sư. Cái người đó dù chỉ là một cái người mang y phấn tảo, say xanh xao gầy yếu, nhưng mà cái người đó là chuyên tâm thiền định, thì lúc bây giờ các vị này nhận thức được cái sự bấp bênh, cái sự vô thường của thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên sản. Đối với tất cả những cái loại đó chỉ là cái sự vô thường bất định. Và khi mà cái vị ấy nhận thức được như chân của các cái pháp rồi đó, thì các vị đó diệt trừ được ba hạ phần kiết sử là thân kiến, hoài nghi và dũ, và những cái vị đó chứng đắc được cái quả vị tu đà hương. Kính thưa quý vị, thông qua cái câu kệ ngôn này chúng tôi lặp lại là đối với những cái người mà chứng đắc được cái quả vị tu đà hương ở trong cái câu kệ ngôn pháp cú số 395 này, và trong cái bối cảnh mà bậc đạo sư tuyên thuyết lên cái câu kệ ngôn pháp cú số 395 này, là ngài thuyết cho vua trời Đế Thích cùng với những cái vị thiên chúng vây quanh vua trời Đế Thích, chứ không hề có một cái chúng sanh ở cõi nhân loại nào cả. Chính vì vậy cho nên là những cái vị thiên tử đó nó mới nhận thấy được với cái người con gái của cái bậc đạo sư đó, thì cái người đó phải là cái người đạt được cái giới thanh tịnh này, cái người đó tri túc biết đủ này, cái người đó tinh cần cố gắng nhiệt tâm với cái sự sanh ly viễn ly, chứ không phải là viễn ly về thân hay về tâm như trước đây một số những cái định nghĩa về Bà La Môn mà những cái người Bà La Môn ở Ấn Độ vào thời xưa đã quan niệm. Thì kính thưa quý vị, thời pháp đến đây cũng vừa phải trong cái chi pháp, cũng như là trong cái nội dung của câu kệ pháp cú số 395. Phần phước phát sanh lên, chúng tôi xin phép được chia đều đến quý chư tôn đức tăng ni đang hiện diện trong room, cầu mong cho quý vị và đồng thời chia đều đến cho toàn thể chư Phật tử đang hiện diện trong room, cầu mong cho quý vị được thành tựu năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp, ăn vui sức mạnh, nhất là có trí tuệ sáng suốt, thấy rõ tam tướng vạn pháp, tinh tấn tu tập cùng nhau đắc đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Và giờ đây thì chúng tôi xin phép được chuyển mic lại cho room. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân đại đức Minh đã giảng bài học câu pháp cú số 394 ngày hôm nay cho chúng con nghe, 395 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. บวชตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสราสติภวันตุเตบวชตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสราสติภวันตุเตบวชตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสราสติภวันตุเต
Tất cả phương pháp có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng ca sự thanh lợi thiện gần đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Đạt cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì nguy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Dạ, để cảm nhận nhất một chút. Dạ, chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya re wa ta san ti vi ha ra ma si ni tu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thin ga ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha mát cha na wa ca cha biết kha vô Saramika dana pati upasaka gama cha desani gama cha isara sapana buta sukita pawan tute chala buta yepi cha anda sampawa samseda cha ta thavo papatika niyani kang tamma wa rang patit cha te sabbe bidukha sakha santu sankhayang thatu jirang satang thammo thammathara chabudgala sankho tu smakho va athaya jahitaya cha amhe ratkhan tu sak thammo sabbe bidhammacharino uthim sampahuniyama Thammariyapavedite. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt. Cảm nhân xin xuống mít.